Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, hơn 100.000 doanh nghiệp được thành lập mới và có khoảng 3.500 điều kiện kinh doanh không còn hiệu lực là những kết quả đạt rõ nhất được sau hơn một năm triển khai luật doanh nghiệp và luật đầu tư sửa đổi năm 2014. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy còn không ít vấn đề và vướng mắc phát sinh khi triển khai hai luật này. Trước thực trạng này, thì chính phủ cùng các bộ ban ngành cần phải làm gì để hai luật này triển khai hiệu quả cao nhất? Đây cũng chính là vấn đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này với chủ đề nhìn lại một năm triển khai luật doanh nghiệp, luật đầu tư năm 2014. Trước tiên, mời quý vị cùng theo dõi những kết quả đã đạt được sau gần một năm có hiệu lực của hai luật. Hơn 100.000 doanh nghiệp đã đăng ký thành lập mới kể từ khi luật doanh nghiệp và luật đầu tư năm 2014 chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015. Lý giải về điều này, luật sư Hoàng Trọng Giáp cho biết, kể từ khi có luật doanh nghiệp mới, thời gian cấp đăng ký thành lập mới doanh nghiệp cũng giảm đáng kể, xuống còn 2,9 ngày và đăng ký thay đổi giảm xuống còn 2,47 ngày, thấp hơn 2 ngày so với thời điểm trước khi có luật doanh nghiệp năm 2014 là những yếu tố để hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng gia nhập thị trường. Thứ nhất là về mặt cái tích cực đối với doanh nghiệp, các cộng đồng doanh nghiệp, đấy là tạo ra một cái niềm tin. Luật ra đời đã tạo ra niềm tin cũng như là cái sự an toàn cho cái doanh nghiệp khi gia nhập thị trường bước vào cái hoạt động kinh doanh của mình rất lớn. Đấy. Bằng chứng cụ thể đấy là kể từ ngày hai luật này được áp dụng thì cái số lượng doanh nghiệp đăng ký so với cùng kỳ các năm trước thì tăng lên rất nhiều. Cái việc đăng ký, thời gian đăng ký của một doanh nghiệp trước đây là 5 ngày, hiện tại đã xuống còn 3 ngày, gần 3 ngày. Thì cái đấy là cũng tạo ra cái điều kiện cho doanh nghiệp là đỡ tốn kém về mặt thời gian cũng như chi phí cho doanh nghiệp. Trong khi đó, việc không ghi ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận sẽ giảm đáng kể chi phí thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao tính chủ động, linh hoạt cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh. Luật doanh nghiệp và luật đầu tư 2014 được ban hành là một cái dấu mốc quan trọng của lập pháp Việt Nam cũng như là cải thiện môi trường kinh doanh Việt Nam. Quốc hội, chính phủ và cộng đồng kinh doanh thì rất là kỳ vọng vào việc thực hiện hai đạo luật này. Luật doanh nghiệp, luật đầu tư thì mang một tinh thần mới đối với cộng đồng kinh doanh. Nó tự do kinh doanh hơn, nó đơn giản hơn. Đặc biệt, luật đầu tư 2014 bãi bỏ quy định cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong nước. Theo đó, nhà đầu tư chỉ cần hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là được và đủ, thay vì quy định là dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn từ 15 tỷ đồng trở lên hoặc dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì phải xin giấy chứng nhận đầu tư như luật đầu tư năm 2005. Điều này sẽ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài mong muốn được đầu tư vào Việt Nam. Và cái mà chú ý nhất là thêm nhiều người nước ngoài, nhiều tổ chức nước ngoài góp vốn vào trong doanh nghiệp. Cái này nó là kết hợp giữa cái luật doanh nghiệp và luật đầu tư. Vì chúng ta biết nếu theo luật đầu tư thì trong trường hợp mà vốn của nước ngoài mà chừng nào mà từ 51% trở lên, vốn điều lệ đó mà từ 51% trở lên là nước ngoài thì chừng đó là phải làm có điều kiện và cái thủ tục đầu tư dân này kia, nhưng nếu dưới 51% thì theo như đầu tư trong nước thì chúng tôi thấy cái đó là cái thuận lợi, cho nên cái đó là cái một nét lớn đầu tiên từ Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, các ngành, các địa phương rất tích cực và nỗ lực cải thiện cái môi trường đầu tư ở hai khâu là hoàn thiện cái luật pháp chính sách nó ngày càng thông thoáng, thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư kinh doanh. Thứ hai là chúng ta quyết liệt triển khai làm sao cái khâu thực thi nó ngày càng thuận lợi và thân thiện cho các nhà đầu tư. Những cải cách mạnh mẽ của hai luật đã được các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới ghi nhận trên các chỉ tiêu như tiếp cận điện năng tăng 22 bậc từ hạng 130 lên 108, chỉ số về tiếp cận tín dụng tăng 8 bậc từ hạng 36 lên 28, chỉ số khởi sự kinh doanh tăng 6 bậc từ hạng 125 lên 199. Cùng với đó, trong báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2015 cũng ghi nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp có bước tiến lớn nhất và có số điểm cao nhất trong vòng 11 năm điều tra PCI. Luật doanh nghiệp và luật đầu tư mới đã được thông qua đánh dấu sự quyết tâm cải cách của chính phủ, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau một năm có hiệu lực, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, thì đến nay hai luật vẫn còn nhiều vướng mắc tồn tại. Để hiểu rõ hơn về những vướng mắc này, mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận ngay sau đây của chúng tôi. Trong quá trình làm việc với các doanh nghiệp, theo đại diện Ban Pháp chế Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam cho biết, sau một năm có hiệu lực thi hành luật doanh nghiệp mới, doanh nghiệp cũng còn nhiều phản ánh về điều kiện kinh doanh. Trong vấn đề này, doanh nghiệp còn nhiều bất tiện. Vấn đề về không phải đăng ký điều kiện ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thực tế phản ánh cũng gặp khó khăn. Chẳng hạn như là một số doanh nghiệp họ cho rằng mặc dù bỏ cái điều kiện kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng họ vẫn phải tự khai cái ngành nghề đăng ký kinh doanh khi đăng ký và khi sửa đổi. Thì điều đấy cũng mất nhiều thời gian và hồ sơ bị trả tới trả lui. Theo luật doanh nghiệp 2014 đã bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 2015, đưa nhiều nội dung đi vào thực tiễn, trong đó có quy định về quản lý và sử dụng con dấu doanh nghiệp, một trong những vấn đề có tính cải cách mạnh mẽ nhất trong văn bản của luật này. Cụ thể, doanh nghiệp trước đây muốn có con dấu thì phải xin phép cơ quan công an, chịu sự quản lý chặt chẽ về việc sử dụng con dấu và các quy định của pháp luật. Với cải cách này, doanh nghiệp đã được trao quyền tự chủ trong sử dụng con dấu. Tuy nhiên, trong vấn đề con dấu, hiện nay, việc thông báo mẫu dấu vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp. Theo nhiều luật sư, với thời gian thông báo mẫu dấu là 4 ngày như hiện nay thì cũng còn tương đối dài, cần rút ngắn để tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Điều này thì chúng ta thấy rằng điều 3 của luật doanh nghiệp có nói về trong trường hợp là cái luật chuyên ngành có quy định về những đặc thù trong tổ chức, trong quản lý nhân dân thì sẽ theo cái luật chuyên ngành. Còn trong luật đầu tư ở cái điều 4 thì có nói rằng là nếu có sự mâu thuẫn giữa các luật khác và cái luật đầu tư thì sẽ theo luật đầu tư, trừ luật quy định về chứng khoán, về dầu khí, về bảo hiểm, về tín dụng nhân dân này kia thì sẽ theo cái luật chuyên ngành đó. Nhưng chúng ta cũng thấy kèm theo cái luật đầu tư là có một cái phụ lục thứ tư là cái phụ lục về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Thì theo liệt kê trong cái phụ lục thứ tư đó là có 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, vấn đề con dấu vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng, dễ dàng gây rủi ro trong quá trình giao dịch. Là vấn đề về con dấu thì vẫn có nhiều điểm chưa rõ ràng, thì khiến cho những cái rủi ro trong quá trình giao dịch hay là khi thực hiện vẫn rất khó khăn. Hoạt động đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực với số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký tăng sau khi luật doanh nghiệp và luật đầu tư mới có hiệu lực. Tuy nhiên, xét về tổng thể, vướng mắc phát sinh rất lớn là sự chưa đồng bộ giữa các bộ luật. Nói bật là luật đầu tư còn vướng nhiều với luật chuyên ngành. Vì vậy, trong quá trình doanh nghiệp thực thi pháp luật lại có thêm nhiều phiên hà. Hiện nay thì cái đăng ký con dấu nếu mà thời gian như nhiều nơi phản ảnh 4 ngày thì tôi thực sự là tôi thấy nếu 4 ngày thì thời gian nó hơi dài. Có thể là tại sao đăng ký thành lập doanh nghiệp cũng chỉ có 3 ngày hay thay đổi gì thì có thể là nên xem xét lại thêm về cái thời gian đăng ký con dấu cho nó ngắn hơn để mà đảm bảo cho nó kịp thời. Chứ một mặt mình nhanh bên nay rồi một mặt chưa có con dấu thì nó cũng bị chậm. Theo Cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng số doanh nghiệp phá sản chờ phá sản 6 tháng đầu năm lên đến 36.600 doanh nghiệp. Bình quân tháng có hơn 200 doanh nghiệp phá sản chờ đóng cửa. So với con số 31.700 doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2015, thì con số 6 tháng năm nay đã tăng gần 5.000 doanh nghiệp. Thưa quý vị, trong luật doanh nghiệp và luật đầu tư mới được ban hành, một trong những nỗi lo lớn nhất của các doanh nghiệp là các điều kiện kinh doanh. Với những vướng mắc đó thì chính phủ và các cơ quan ban ngành đã rất nỗ lực trong quá trình rà soát bãi bỏ các điều kiện kinh doanh bất hợp lý, tạo sự thống nhất giữa các văn bản luật và môi trường kinh doanh thật sự thông thoáng cho doanh nghiệp. Thời gian vừa qua, những con số được ghi nhận rất đáng quan ngại là trong số 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, của 98 ngành yêu cầu phải có giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, 69 loại ngành nghề cần có chứng chỉ hoặc thẻ hành nghề, 31 ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, tiền ký quỹ. Tương ứng là 6.475 điều kiện kinh doanh thuộc các cấp độ khác nhau, trong đó 3.299 điều kiện kinh doanh hiện đang quy định tại 170 thông tư quyết định của các bộ. Bộ Kế hoạch Đầu tư sau khi mà nghiên cứu rà lại cho đến cuối năm 2015, sau khi đã có nghị định hướng dẫn cái luật đầu tư và luật doanh nghiệp ra đời ấy, thì vẫn còn 3.000 điều kiện đầu tư, vẫn còn 3.000 điều kiện đầu tư kinh doanh mà trong các thông tư, trong quyết định được ban hành có hiệu lực nha. Đây được xem chính là cái nôi để nuôi và sinh ra những giấy phép con. Với thực trạng trên, thực hiện quá trình rà soát các điều kiện kinh doanh bất hợp lý để kiến nghị có những sửa đổi phù hợp, VCCI đã có những hành động quyết liệt. Tại buổi họp mặt với các hiệp hội doanh nghiệp phía Nam ngày 29 tháng 6, đại diện VCCI cho biết đã đẩy mạnh rà soát để có những kiến nghị kịp thời. Bản thân cái luật doanh nghiệp và luật đầu tư qua cái quá trình rà xét, qua quá trình lấy ý kiến các doanh nghiệp, chúng tôi cũng thấy có một số cái điểm nó cũng chưa thực sự hợp lý đặc biệt là cái danh mục 267 cái ngành nghề mà có điều kiện kinh doanh, thì trên thực tế là một số ngành nghề cũng không nhất thiết phải có điều kiện kinh doanh theo đúng các cái yêu cầu của hiến pháp và pháp luật. Và chính vì vậy cho nên chúng tôi sẽ kiến nghị, đang trong quá trình rà xét để có thể kiến nghị với lại chính phủ, để chính phủ có thể kiến nghị với Quốc hội để ban hành một luật sửa đổi nhiều luật liên quan đến kinh doanh, trong đó bao gồm cả cái luật đầu tư và luật doanh nghiệp, để đảm bảo tính nhất quán của cái hệ thống pháp luật và đảm bảo có một cái môi trường kinh doanh tốt nhất theo cái yêu cầu của cái hiến pháp, đảm bảo quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Việc rà soát các điều kiện kinh doanh đã được tiến hành theo hướng xóa bỏ toàn bộ các điều kiện kinh doanh bất hợp lý quy định tại các thông tư, quyết định của các bộ ngành. Thực hiện giải pháp này, về phía chính phủ đã có những giải pháp cụ thể là xây dựng 50 nghị định về điều kiện kinh doanh. Và kỳ này chúng ta có một cái rất mới là trước đây đó thì những cái điều kiện mà về kinh doanh đó có thể là do các bộ bằng thông tư, rồi do các cái ủy ban nhân dân tỉnh, hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nói chung là bằng văn bản thì có thể có cái điều kiện đó, nhưng bây giờ luật là quy định rất rõ phải bằng nghị định là của chính phủ. Quá trình xây dựng các nghị định đã liên tục được Thủ tướng nhấn mạnh là tuân thủ các quy định công khai, lấy ý kiến trên các cổng thông tin điện tử, đặc biệt là mời các chuyên gia, các đối tượng chịu tác động trực tiếp để trao đổi thảo luận, kiên quyết cắt bỏ các điều kiện kinh doanh bất hợp lý, loại bỏ giấy phép con, quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh phải rõ ràng minh bạch. Và vừa qua, các bộ đã đẩy mạnh triển khai thực hiện quá trình này. 1 tháng 7 này là tất cả những cái điều kiện kinh doanh mà do các bộ và các ủy ban nhân dân đưa ra, tức là cái mà không phải do chính phủ đưa ra đều không còn giá trị. Và chúng tôi thấy rằng cái đó là một cái điều rất là tốt. Mấy hôm nay thì thông tin trên mạng là Bộ Xây dựng rồi một số bộ khác người ta đã đưa ra một văn bản là bỏ các loại giấy phép con. Đến nay, hàng loạt điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ trong 50 nghị định đầu tiên về điều kiện kinh doanh vừa được chính phủ ban hành trong ngày 1 tháng 7, cụ thể như Nghị định 58/2016/NQCP về kinh doanh sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, Nghị định 60/2016/NQCP về một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, Nghị định 63/2016/NQCP về dịch vụ kinh doanh kiểm định xe cơ giới, hay Nghị định 64/2016/NQCP, Nghị định 65/2016/NQCP, Nghị định 66/NQCP. Đặc biệt, vấn đề quan tâm của chính phủ là chất lượng các nghị định, phù hợp với tinh thần đổi mới cải cách, đổi mới của luật đầu tư, luật doanh nghiệp, tinh thần hiến pháp 2013, sửa đổi phải đi vào thực chất, thực tiễn, có hiệu quả, thiết thực với doanh nghiệp và tinh thần lớn nhất là lấy doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ. Với tín hiệu này của chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp đang đặt rất nhiều kỳ vọng ở hành động đột phá lần này. Như vậy, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và chỉ đạo hàng ngày của Thủ tướng Chính phủ, việc xây dựng và ban hành các nghị định về điều kiện kinh doanh đã kịp tiến độ đúng ngày 1 tháng 7. Nhưng đây không phải là thời hạn cuối cùng cho việc rà soát, loại bỏ những điều kiện kinh doanh làm khó doanh nghiệp. Trong phiên họp báo Chính phủ diễn ra cuối tháng 6, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu. Trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, gỡ bỏ các rào cản, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, góp phần tạo động lực mạnh mẽ giải phóng các nguồn lực để phát triển đất nước. Với tinh thần hết sức quyết liệt trong việc tổ chức thực hiện tinh thần chỉ đạo Thủ tướng, việc ban hành các văn bản vừa qua đảm bảo tiến độ, nhưng không vì tiến độ mà coi nhẹ chất lượng. Chất lượng vẫn là vấn đề quan trọng nhất. Từ đó thì tổ chức việc rà soát, xem xét rất kỹ lưỡng và đối thoại công khai rất minh bạch. Ở trên cơ sở công khai, minh bạch, đủ căn cứ pháp lý, không đặt vấn đề nâng các thông tư thuộc thẩm quyền của các bộ trưởng lên nghị định. Tuy nhiên, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng khẳng định kết quả của đợt rà soát này không dừng lại ở ngày 1 tháng 7. Theo đó, khi các nghị định đã được ban hành, các bộ ngành cần tiếp tục thường xuyên rà soát, theo dõi, đánh giá, tiếp tục thu ý kiến của xã hội, của cộng đồng doanh nghiệp để đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung, cắt giảm kịp thời các điều kiện đầu tư kinh doanh, các giấy phép còn bất hợp lý hành doanh nghiệp. Việc hoàn thiện pháp luật là một quá trình liên tục, và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ đạo rằng sau khi được ban hành thì cần tiếp tục rà soát, kịp thời phát hiện, sửa đổi bổ sung hoặc loại bỏ các quy định thấy rằng những quy định đó không hợp lý. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn đồng hành và kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, các cơ quan tổ chức và nhân dân tăng cường giám sát, phản biện, kiến nghị. Ủng hộ với những chỉ đạo từ chính phủ, các chuyên gia cũng cho rằng cải cách các quy định về điều kiện kinh doanh cũng như cải cách thể chế là việc rất khó khăn, phức tạp, có nhiều vấn đề hóc búa. Chính vì vậy, công việc này không thể dừng lại tại thời điểm mùng 1 tháng 7 mà còn phải được thường xuyên rà soát, đảm bảo tính minh bạch cũng như hiệu quả thi hành trong thực tiễn, và đây cũng là một điều mong mỏi của cộng đồng doanh nghiệp. Cái đợt rà soát vừa rồi thì Chính phủ cũng đã giao cho Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì để xây dựng một cái luật, và với mục tiêu là nhằm sửa nhiều luật, tức là sửa các luật có liên quan để đảm bảo thứ nhất là những cái tinh thần và nội dung cải cách của luật doanh nghiệp và luật đầu tư được thực hiện một cách triệt để trên thực tế và không bị hạn chế bởi những cái quy định khác. Và cái thứ hai là xóa bỏ những cái sự không, và chính vì vậy mà cái luật sẽ nhằm mục tiêu là xóa bỏ những cái không tương thích, không hạn chế, không tương thích hoặc là mâu thuẫn giữa luật doanh nghiệp, luật đầu tư và các cái luật có liên quan. Đấy là, và cái thứ ba đó là trong cái kỳ lần này thì Chính phủ cũng giao một cái nhiệm vụ là rà soát ngay cả cái danh mục 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện để bãi bỏ những cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện hiện nay nó đang có tên, đang nằm ở trong cái danh mục đó. Nhưng nếu như các ngành nghề đó mà không còn cần thiết theo cái tiêu chí mà đã được xác định ở điều 7 của luật đầu tư thì sẽ kiến nghị Quốc hội lần này là đưa ra khỏi cái danh mục những điều kiện kinh doanh. Vừa qua Chính phủ cũng thành lập tổ công tác thi hành luật doanh nghiệp, mà ở đây Bộ trưởng là được làm tổ trưởng tổ công tác thi hành luật doanh nghiệp. Thì tôi cho rằng cái hoạt động của tổ công tác thi hành luật doanh nghiệp và luật đầu tư này cần phải tích cực hơn. Đấy là việc theo dõi sát sao cái công việc áp dụng luật doanh nghiệp, luật đầu tư của các cơ quan cấp dưới, đặc biệt ở đây là Sở Kế hoạch Đầu tư cũng như các bộ ngành liên quan. Thì nếu trong trường hợp có thấy bất cập, nhận thấy bất cập gì mà nó vi phạm trái với luật đầu tư, luật doanh nghiệp thì cần có kiến nghị Chính phủ cũng như kiến nghị các bộ ngành đấy để chỉnh sửa đổi một cách hợp lý, nhanh chóng, kịp thời để đáp ứng làm sao để cho kỳ vọng cho các doanh nghiệp, để dẫn đến là các doanh nghiệp được mang tâm lý là tự tin hơn, an toàn hơn trong kinh doanh. Đấy là những cái biện pháp mà theo tôi cần Chính phủ cũng như tổ công tác thi hành luật doanh nghiệp là cần phải triệt để tuân thủ tuyệt đối. Luật doanh nghiệp và luật đầu tư thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 với nhiều nội dung đổi mới, thông thoáng hơn, cho thấy sự đổi mới tư duy trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh thông thoáng hơn. Song, chính những bất cập đang gây ra bức xúc và cản trở mà đối tượng chịu chính vẫn là doanh nghiệp và người dân. Do đó, với những chỉ đạo rất kịp thời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã lấy lại được niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp. Điều đó kết hợp với ổn định kinh tế vĩ mô ngày càng được củng cố, chắc chắn sẽ giúp hồi phục và tăng thêm sinh lực cho người đầu tư và doanh nghiệp. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.